Ơi dạ, sáng ngày như thường lệ thì chị Banda thường hay đi qua nhà Happy chơi, nhưng mà hôm nay chị cũng qua nhà Happy chơi, nhưng mà chị Happy, ủa xin lỗi chị Banda, chị Banda sẽ không chơi và chị Banda sẽ sáng sớm mình sẽ troll Happy một cái nha mọi người, troll Happy đi. Happy từ đó giờ ít bị chị Banda troll quá. Bây giờ chị Banda sẽ qua troll Happy vào lúc sáng sớm cho nó vui ha, khởi động cho thật là phấn khởi. Bây giờ thì chị Banda sẽ đi thôi. Ây da, Happy vô ta. Đi ngang nhìn vô cái của Happy đang làm gì đó nha. Ui, Happy đang nằm chơi bò lết lết, chà lết quá xạo dưới cái ghế kìa. Thôi được rồi, mình sẽ ra đây. Chiều nay chị sẽ đào ở đây đi. Đó, đào. Ui, chị sẽ tròn theo kiểu truyền thống nha. Kiểu truyền thống rất là đơn giản. Rồi, tính cho ba bốn trái nhưng mà thôi, thấy tưởng tội nghiệp, mất hai trái thôi. Đó, hai cái miếng tâm lớn. Ê mà tự nhiên không có cái gì hết tròn, không biết Hobby có Hobby thích hoa lắm đúng rồi. Lấy cái hoa này đi, dụ Hobby là lấy hoa mới được. Đi đâu rồi đâu rồi. Hobby ơi. Hobby, ra đây chơi Hobby. Đây chơi này vui lắm nè. Chơi gì chơi? Ờ đó, thấy không? Hobby có thấy hoa không? Hoa đẹp không? Hobby có thích không? Ở đâu cũng có. Đó. Đó, hoa là có hai cái miếng lót đẹp quá kìa, lên nó đứng chơi Hobby. Vui lắm. Hobby. Ủa sao Hobby không chết ta? Leo lên Hobby. Chị Banda ơi, sao em bị nổ rồi chị Banda? Ờ, chắc tại cái bông nó nổ Hobby ơi. Ui, cái bông ghê quá. Leo lên. Không chơi với bông nữa. Ờ đúng rồi, đừng chơi với bông nữa, bông nó tào lao lắm. Bông đáng ghét. Ừ, Happy ơi. Dạ. Hôm nay mình đi chặt cây, mình về mình làm chuồng gà nuôi không Happy? Dạ. Hôm nay chị tự nhiên chị muốn gà. Thôi mình đi qua bên kia. Nè, chị Banda, đứng thay mặt qua đây đi. Thay mặt qua đâu? Nè, có cái này cho Happy một cái nữa nè. Ôi trời ơi. Tại đánh chị Banda. Không được đánh chị nữa nha. Dạ, em không đánh nữa. Happy này già quá. Em trẻ nhưng mà em già, em người nhỏ phải trẻ chứ. Người nhỏ nhưng mà thông minh đó phải không? Ê khoan, mà đi vô nhà lấy rèo để chặt gỗ chứ Hobby. Chị Banda, em cho chị Banda cái này nè chị Banda. Cho gì vậy? Cho này nè một cái. Lấy theo cây cấp nữa đi. Gì Hobby? Chị này chị Banda, nhìn nhà chị Banda sẽ bị gì nè chị Banda. Bị gì vậy? Thấy không? Không. Nhìn nhà đi. Nhìn nhà hả? Dạ. Ok, nhà chị gì vậy? Ui da, đâu rồi? Chị Trường. Oh no, đừng. Đi thôi, gì được ơi, đi giặt cây nè, bà đặt hả? Dám lấy tiền ti đặt ngay nhà tôi nữa chứ. Muốn đặt ngay nhà chị Banda lắm, phải không? Đó, chị Banda cho liền. Trời ơi, có gì đâu, lại lần. Rồi, thôi đi. Đi chặt cây về, mình làm chuồng gà nuôi, Happy ơi. Dạ. Ê, đi ngang nhà thằng Nấp, quên nó cứ đi đường này hoài. Nó có nhà nó đứng ngay kìa. Ô, hay gai Nấp. Nấp ai Nấp, rồi đám chim bên đây Nấp. Thôi mất công lắm. Em dụ đi. em dụ Nấp lại em để em dụ. Nấp ơi. Thôi bữa nay nó không thèm nói chuyện với mình đâu Happy ơi, kệ nó đi. Mình cũng quánh không lận nó đâu. Ai biết rồi, lấy tiền tỷ. Ơi, sao vậy, đập nhà nó luôn hả? Đúng. Thôi đi Happy ơi, đừng hiệp nó. Không. Nó đâu có. Mình kiếm chuyện với nó, mất công, nó quánh mình lắm. Tặng này bông hoa này Nấp. Tặng bông hoa. Đi bên này chặt cây đó Happy. Về nhà mình làm. Ôi mưa rồi. Chạy vô đây Nấp. Ôi mới nó mưa rồi cả mọi. Em phải làm một cây cúp thôi. Thôi chặt đi, cậy mưa thì mưa, mình cứ chặt cây đi. Mình sẽ về làm chuồng gà và mình nuôi gà ha. Đúng. Wow. Tối thui luôn rồi. Mau quá à. Gì đâu mà mới giờ đi ra ngoài có tí xíu chứ. Mưa xong. Ôi cây này thấp quá, cây đó là lùn quá. Chặt mấy cái này đi. Wow, mấy cây này nó có nhánh nè. Phập. Không biết có táo không ha. Đúng. Lại coi. Cao quá. Mấy cái cây này đi. Đó. Wow. Ừ, Happy lấy cái TNT bắt lớp để lên chặt cây luôn hả Happy? Ê, thấy có cái gì đỏ đỏ, không biết phải táo không ta? Hay là chị bị nhìn qua mắt vậy? Ê, hình như bên đây có táo nè. Có táo, đúng rồi, có táo. Ê, chặt đi, kìa, che cái táo ở trên. Ôi, lại khác. Đặt lóc lên Happy ơi. Ôi, trời ơi, Happy này. Chẳng nè. Dạ. Em mới đúng. Lấy cái cây ra để lấy táo mà được. Thấy trái táo mà nó đỏ trên kìa. Chặt lại đi. Ôi, cao quá dạ. Lần này em phải chiến thắng thì Banda mới được. Ờ, Happy giỏi, Happy chiến thắng. Dạ, em lấy được trái táo rồi. Lấy rồi hả? Ừ,
giỏi quá à. Nè em cho chị Banda nè. Ờ để chị coi cái bên đây còn nó không nha. Dạ. Thấy được có một cái tái rồi mà sao trái tái tự nhiên nó còn tay còn tay chảnh vậy ha. Đúng rồi. Con miếng nè. Wow, hết táo rồi. Có một cái à, kỳ vậy ta. Chị Banda ơi, nhưng mà chị Banda mua cái bộ đồ này ở đâu vậy? Đâu, đồ gì? Đồ của chị Banda đó. Ở đầu chị đồ của chị Banana là chị Banana đã sắm từ lâu rồi. Vừa vào nghề là chị Banana đã sắm rồi. Ờ. Dễ thương không? Dễ thương. Thôi trời mưa mình đi về nhà đi Happy ơi, ngày mai mình chặt tiếp. Dạ. Mưa quá à. Hàng ở đây nè. Đi về thôi. Đi đường này đi. U bà lập tàu bà té. Nhanh em lên. Sẽ qua em cho em sẽ qua em đặt tiên tri nhà chị. Rồi đừng có đặt tiên tri nhà chị. Em sẽ là một cái nút. No, Happy đặt TNT nhà chị là ngày mai chị sẽ không chơi với Happy nữa. Ok, em không đặt. Rồi bây giờ thì chị Banana sẽ làm chị Banana làm gỗ thì chị Banana sẽ làm cái hàng rào. Yeah. Ủa. Trời ơi lẩm cẩm quá. Chị Banana ơi, Banana nhìn ra ngoài đi. Oh my god. Oh no. What the fuck Happy? Ai mượn chị Banana làm em vậy chứ? Vậy là Happy đã biết chị đã đặt TNT để troll Happy chứ nè, còn là bộ nữa ha. Qua đây, qua đây quýnh lộn không? Qua đây nè. Quánh chứ sao. Đi qua đây. Để em bắt lóc qua. Bắt lóc qua đi. Chắc chà hết kiếm rồi mọi người ơi. Yeah. Lấy cái cốc đánh với Happy luôn. Qua đây nè. Chạy chị Banda. Qua đây nè Happy, qua đây. Dám. Chạy chị Banda chơi. Chiến đấu, chiến đấu. Chiến đấu. Ủa Happy nhỏ này mà lanh quá. Rồi trốn luôn rồi kìa. Hết dám qua luôn hả? Không qua nữa thì thôi. Chị Banana sẽ làm đồ, thì chị Banana mất làm đồ rồi, không chơi với Happy nữa đâu. Ok, chị Banana làm giáp cái gì? Thôi, làm giáp làm gì? Chị đã chị nói chị làm đồ để chị nuôi gà mà. Ủa? Giờ chị đâu có đi đâu đâu làm giáp. Thôi mưa hoài à, thôi chị Banana chờ hết mưa và sẽ đi ra ngoài bắt mấy con gà. Ủa? Đi ra ngoài chị Banana sẽ làm chuồng và bắt gà đem về nuôi nha. Giờ thì chị Banana chờ tạnh mưa thôi, và chị Banana sẽ ngủ một giấc. Ôi nằm ngủ quên luôn. Trời ơi hết mưa rồi. Thôi thì chị Banana sẽ đi ra ngoài. Ủa làm chuồng cho nên nó lộn hoài. Chị Banana sẽ làm chuồng để nuôi gà chứ ít rồi. Happy ơi. Ôi da trời Happy làm cái đường khó đi quá à. Đi ra ngoài làm chuồng gà nè Happy ơi. Dạ chị Banana có hàng rào em cho nè. Có chị có mà đều ít lấy hàng rào ra thêm đi. Nè em có rất là nhiều luôn. Thảy ra cho chị với Happy. Ok để được. Trời ơi rồi Happy mang cái gì vô trong bụng vậy? À, tại vì cái này á hả? Cái này là cái mái tre. Cái mái tre hả? Dạ. Rồi thấy thằng nào đó chị đại đi. Đó. Đâu? Ở sao? Ở sao kìa bà nói. Trời ơi đưa đây. Rồi bắt đầu mình sẽ thực hiện làm thằng rào nha. Tự thấy gì cho có mấy cái thằng rào vậy? Đâu? Rồi Happy lấy thằng rào thêm cho chị đi. Rào hả? Ok. Hồi tối này hôm qua chặt gỗ nhiều lắm mà. Wow, cái chuồng chị chuồng gà chị thiệt là to luôn nè Happy ơi. Wow. Rồi bây giờ mình sẽ đi bắt mấy con gà đem về nuôi ha. Dạ. Đi thôi, let's go. Chị Banana muốn làm mấy tre không vậy? Thôi khỏi đi kệ nó, mấy con gà cho nó ở ngoài nắng vậy luôn đi. Đi Happy ơi. Dạ. Thôi mình đi qua đây, mình sẽ hốt mấy con gà này về chuồng để mình nuôi. Tụi bay sẽ không còn được tự do nữa. Giờ tụi bay sẽ đi về với chị Banana đi. Đi nè, vô chuồng. Mấy con gà này sẽ nó sẽ kết thúc cuộc đời tự do của nó rồi. Đi theo chị Banana. Let's go. Con nó đi theo. Ủa mặt nó nhìn đáng thương quá kìa. Đi theo nhiều nhiều lên mấy em. Let's go. Đi về chồng với chị nè mấy em ơi. Ủa sao có mớm này vậy? Mấy con kia nó lì quá à. Đi 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 theo chị Banana nè mấy em. Chị Banana ơi, sao chị Banana bắt được nguyên đàn gà vậy? Dễ lắm, mà bị cầm cái hạt giống lên này là tự nó đi theo à. Ừ, nó ngu dữ lắm coi kìa, đỏ không? Đâu, 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 đâu hạt giống đâu. Đó, Happy cầm đi là nó đi theo à. Ờ, còn nó đứng, ủa có con kia nó bỏ đi rồi. Con gà ngu này mày đi theo tao, đi theo. Hạt giống chị Banana lụm ra mà. Ủa vậy hả? Đi, dạ. Để khoan để chị đem cái con gà này vô nhà cái. Dạ. Đi vô chuồng nè gà. Ơi, gà ơi. Chị Banana đi vô. Đi, 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 đi vô. Lại đây, lại đây, vô. Wow, vô, đóng cửa lên, đóng cửa lên. À, ăn đi, đó, ăn đi rồi đẻ ra cho nhiều nha. Nó đẻ ra rồi. Mẹ yêu. Nó đẻ ra rồi, chị Banana ơi. Ừ, chị muốn cho nó đẻ thiệt nhiều, ăn nữa đi, ăn nữa đi. Chị Banana. Ơi, nó đẻ trứng rồi kìa. Đừng có cho con nha, chị Banana. Sao vậy? Cho con nó ăn, nó mập nữa, mà nó lớn nữa. Đúng rồi, kệ, cho nó mau lớn. Ăn đi gà con, ăn đi gà con, ăn đi gà con. Ôi, mưa rồi, chạy kìa. Đi vô, Happy. Trời ơi, em của em không biết mở cửa vô hả? Đi vô. Chị Banana đã khóa cửa. Đâu có khóa được. Chết cha cái đường đi vô nhà. Đi vô. Nè, nhà của chị Banana gần mà. Mưa rồi, chạy đại vô đi. Trong nhà của chị Banana ngủ. Chết cha, nãy tự nhiên chị bỏ gỗ mãi rồi. Quên lấy vô để làm lại căn nhà nữa. Happy làm cái nhà chị tan nát. Thôi chị Banana.
qua nhà em ngủ đi. Thôi chị Banda không ra ngoài nhà Banda Happy ngủ đâu. Giờ chị ngủ tại nhà chị thôi. Ok. Sáng thôi mình ra mình sẽ cho mấy con gà của mình ăn nữa. Tại vì hôm nay mình chị Banda nuôi gà mà. Ủa? Mà sao hôm nay không thấy cái gì chị Thợ Rèn nữa ta? Chị Thợ Rèn chắc đi đào sắt rồi quá. Ủa Happy đâu rồi? Ôi Happy đâu? Trời ơi. Chị Banda đi ra ngoài cho gà ăn Happy ơi. Hôm nay chị Banda nói về chị Thợ Rèn đúng không? Chị Thợ Rèn đã đi công tác rồi. Công tác hả? Chắc đi học bí kíp mới về rèn kiếm đúng không? Đúng rồi, kiếm phụ nữ, kiếm làm đẹp khác á. Hay là bỏ đi sắm đồ rồi đó. Đúng rồi, đi sắm đồ. Sắm váy á. Đúng rồi, sắm váy á, tay thỏ. Bữa bà sắm màu hồng rồi, không biết kỳ này bà sắm màu gì hết. Ê chị Banda nè. Gì hả Bi? Ngày mai á, em với chị Banda đi mai đừng có kim cương vậy hay. Em với chị Banda làm cái hôi nhà kim cương. Oh my god, hay quá. Vậy mình sẽ nuôi gà và mình sẽ kiếm nhiều thịt để mình đem theo ăn ha. Ok, đi ra cho gà thôi Happy ơi. Dạ. Đi, chuồng gà mình đâu rồi? Chuồng gà của mình. Đây nè, chuồng gà đây nhìn nè. Nhìn xa xa thì mình thấy, ôi nhìn xa xa thì mình thấy một cái quả trứng rất ghê. Oh my god. Oh my god. Chuyện gì xảy ra? Oh my god. Oh my god, Happy ơi. Oh my god. Wow. Wow. Không lẽ trứng này, này không chắc không phải trứng gà đâu. Hay cái trứng gì mà nó chà bá lửa vậy hả Bi? Chắc trứng, chắc con gà nó ị ra cái nó hằng cục trứng này quá à. Ồ, cái này không phải đâu. Chị nghĩ cái này là trứng con đà điểu hả gì hả Bi ơi? Trứng con đà điểu màu khác mà, nó phải màu trắng. Phải không? Không, trứng đà điểu nó màu trắng. Hả Bi chưa thấy trứng đà điểu không? Không, trứng đà điểu hồi bữa trứng đà điểu em biết rồi, nó màu hạ. Nó có nhiều màu lắm. Cái này thì nó chỉ có một màu trắng thôi là màu khác. Ủa vậy hả? Trứng đà điểu là nó nhiều màu hả? Đúng rồi. Dạ vậy là giống cái trứng mà hồi bữa mình đi vô thế giới mà thiên đường vậy đó hả? Ừ đúng rồi. Ủa vậy là cái trứng này không phải là trứng gà các bạn ơi, mà cũng không phải là trứng đà điểu luôn nữa. Vậy thì giờ sao ta? Vậy thì chị Banda và bác Happy sẽ đi hay là giờ mình đi đào đất, mình đi xây cho nó cái nhà để mình làm cái cửa mình ấp nó hả Happy? Đúng rồi chị Banda. Mình coi coi cái đó là con gì trong này nha. Dạ. Ok, đi đào đất thôi Happy ơi. Chị Banda ơi, nãy giờ em ấp gãy cái đan chuông á chị Banda. Trời ơi, em ấp vậy làm sao nó nở được. Ấp cái kiểu đó là không phải, em ấp cái kiểu đó là giống nhảy thử coi, nhảy coi. Thôi đi đi đào đất để mình làm cái nhà mình lắp nó lại Happy ơi. Dạ, nó sắp bể rồi. Thôi đừng có làm bể nữa nha. Dạ. Đi thôi. Wow. Bi ơi, em lấy được đất nhiều chưa? Chứ chị lấy nhiều lắm rồi đó. Chị Banda, sao chị Banda không dùng xẻng nè? Thôi, tại vì chị không có xẻng, mất công về lấy lắm. Đi cấp đại đi, kệ cha đó. Rồi, chị vô đây. Ôi, chị sẽ xây cái nhà đây. Chị sẽ đẩy cái con này lại. Ui, nhỏ quá. Cái trứng này bự quá, mình sẽ làm cái nhà cho nó bự ra một tí xíu nha. Ôi, cái trứng gà này nó lọt vô, cái thằng nào nó xây thì nó cười. Ở Happy làm bên kia đi, chị xây cái trứng bên đây. Không biết kỳ này là mấy cái, không biết kỳ này cái trứng này nó nở ra cái con gì đây mà sao mình nghe mình hồi hộp quá. Đúng rồi. Đi ra đi gà. Chỗ đang làm không chị? Không có rảnh đâu, vẫn con gà. Gà đang ghét. Lên nóc nhà là bắt con gà. Đúng rồi. Bắt con gà là chọt đít gà. Ủa sao nghe lào lao vậy ta? Tại vì bắt nó chọt đít. Bắt chết đít nó mới đúng rồi. Bắt con gà chọt gà. Chị Banda nghe ta ca vậy bắt trước ca theo rồi. Chị Banda hát bậy quá. Phải không? Đúng rồi. Ai biết chị nghe ta ca vậy á, chị bắt trước. Vậy là tại vì người ta hát làm bậy, chị Banda bắt trước hát theo. Chị Banda, cái này là hôi nhà. Chết ra. Ôi, xúc. Cái này là hôi nhà của cái trứng của em. Wow, ơi, Happy còn đuốc không? Cho chị hai cái đuốc đi. Nè, để từ. Đẹp, đẹp. Ờ, không có đem mà chị tặng. Lấy. Đâu, không đuốc đâu. Nè. Trời ơi, đâu, hãy ra coi. Kia. Rồi rồi, ok, thanh kiều Happy nha. Dạ. Ok, rồi. Đây. Đó, lắp hai cái đuốc cho mày đi cho nó thấy được. Ui, Happy đã cho chị Banda một cái cửa rồi, đi ra con gà này. Bây giờ tôi hết cạnh mày rồi. Ơi, đừng có mày chạy vô đây chi dạ. Đi ra. Đồ lao rồi chứ. Đây, được cái cửa rồi. Em đỡ quánh con gà chết rồi. Ôi, lấy thịt nó đi, lấy thịt nó vô hồi nấu ăn. Nè nè, em thèm thịt gà lắm á chị Banda. Đem vô hồi nấu ăn. Dạ, hồi chị Banda làm cho em ăn nha. Ok. Em không biết cách làm nấu ăn. Trời ơi, dễ à, lấy than bẻ vô, lấy gà để lên. Đâu phải như ở ngoài đời đâu, trong Minecraft mà, rất là dễ nấu. Minecraft em chưa có biết làm. Em chưa có biết làm cái đó. Dễ lắm, đi vô nhà Happy ơi, vô nhà nấu thịt gà. Dạ. Đừng giờ em đói bụng quá. Đây vô, ui, cái cửa này nhỏ xíu đáng ghét. Tên 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 tên. Ủa, không biết ngày mai cái trứng nó nở ra cái con gì nữa hết ta. Đúng rồi. Chị nghĩ là nó sẽ nở ra một cái con đà điểu Happy ơi. Happy lấy thịt gà chưa? Rồi. À,
Rồi lên đây chị Panda chỉ cho nè, nấu thịt ăn nè. Đó, nhấp vô cái lò để than vô. Rồi Hà Bi để cái cục thịt gà ở trên này đi. Dạ, để tôi lấy. Nhìn lên, nhìn lên, nhìn lên, nhìn lên. Let's go. Đó, thấy chưa? Được, tôi ơi. Đó, vậy nó không? Yeah. Bác ụt 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 rồi là nó phột ra nguyên con gà quay luôn. Ủa chàng ơi, cái trứng nó không có được. Hà Bi thì phá quá đi, để con gà lên. Em cảm ơn nha. Hà Bi này phá quá, một hồi là không được cho, không có cho ăn gà quay đâu nha. Đó, nó đang quay uống đây. Thịt gà chín đây. Rồi để lấy than rồi cái để hồi nó cháy hoài, thấy ghét. Nè, ăn đi. Nè, cô chị Panda nè. Cái gì? Cô chị còn con nữa hả? Dạ. Ờ, thôi chị Panda để đi, chị Panda nấu nha. Dạ. Đó, nấu đi, còn con miếng than mà nó vẫn nấu. Rồi. Chị Panda, chị Panda. Gì Hà Bi? Chị Panda ăn khoai tây này không? Ngon. Không, chị không ăn khoai tây đâu. Không, không, chị Panda ăn thử đi ngon. Được. Ôi, phải tay đỏ. No. Rồi. Nghe nghe em ăn này nhúng 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 nhúng. À, thôi ăn hồi chết ráng chịu. Lấy cái yên ra hồi mình đi kiếm ngựa về chơi Hà Bi. Hà Bi đi chơi, đi ra ngoài bắt ngựa chơi Hà Bi ơi. Dạ. Hôm nay mình sẽ đi hôm qua thì bắt gà, hôm nay thì bắt ngựa. Ủa mà quên. Mình quên cái vụ là mình có ấp hai cái trứng ở ngoài Hà Bi. Đúng rồi. Ra ngoài coi nó ra sao rồi nó có nở rồi chưa ha. Đúng rồi. Rồi chạy vô, vô coi cái trứng của mình nó không biết nó có nở được không, nhìn biết nó nở. Ê Hà Bi ơi, nhiều khi nó nở ra mấy con rắn, mấy con đít gì sao hay ghê quá à. Em cũng không biết nữa. Sao Hà Bi không đóng cửa chuồng gà lại? Quên đi. Chị Panda. À, ồ bên Hà Bi cũng có một con rồi nè. Ui. Hãy đi vô mở cửa ra, coi chừng nó khè lửa Hà Bi ơi. Ôi con này hình như con này là con phượng hoàng á Hà Bi. Ôi con phượng hoàng. Đúng rồi. Ủa con của Hà Bi kìa. Ôi em lên nó được. Ủa sao Hà Bi lên được vậy? Ôi em cũng không biết nữa. Ủa vậy đó hả? Kỳ vậy đâu, chị cũng lên thử coi. Ôi không được. Ủa sao chị lên không được? Để chị đặt cái yên lên coi. Ôi lên được nè Hà Bi ơi. Dạ. Để chị đặt cái cửa ấy. Chị Panda. Gì Hà Bi? Nước đầu lên là chị Panda bay. Ôi bay được luôn. Nè nhìn em đáp xuống. Hôm nay chị... Ôi Hà Bi đáp xuống rồi kìa. Chắc là có con gà này. Đi. Lên 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 lên. Khè lửa ra, khè lửa ra. Ôi khè lửa ra kìa. Wow, ui đẹp quá à. Đây mình ngước mặt lên thì nó bay lên. Rồi mình ngước mặt xuống thì nó sẽ bay xuống. Wow. Ủa chị có bay xuống chưa? Chị không có cảm giác. Ơi nó đáp xuống rồi nè. Wow. Chị Panda nói chị Panda sợ đồ cao mà hôm trước á. Ôi đúng rồi, nhưng mà cái con này dễ thương quá, nó hiền quá nè. Wow. Đi chơi Hà Bi ơi. Đi chơi thôi. Biu biu. Đi 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 đi. Đi bay bay qua bên kia. Em khe lửa ra đẹp chưa? Đẹp. Ui. Đẹp chưa? Khè khè. Ê mình có sử dụng nó bằng sao được không ta? Mình chỉ điều khiển nó bay thôi hả? Bay bay bay. Đi đi nữa. Đi bay qua cái núi tuyết bên kia chơi Hà Bi. Dạ. Đâu rồi Hà Bi đâu? Em đang đi ở trước. Chị Panda cái núi tuyết kia. Đi. Bay thôi, dắt lên. Wow. Thôi nó này nhỏ mà chị Panda em kiếm nó bự hơn. Quay lại có nó bự nè. Kiếm nó bự nữa hả? Nè nó bự nè. Chị thấy núi bên đây nó nhỏ hơn á. Không, em nghe bự mà. Wow, ôi cái con phượng hoàng này bay đẹp quá à. Ngước mặt lên, ngước mặt lên, bay cao lên. Wow, qua mây luôn. Qua mây luôn, bay lên mây. Vô mây luôn. Ơ, à, bay đậu lên trên đó rồi kìa. Bay xuống. Đáp xuống. Có mấy con này đi nhanh thiệt. Bay nhanh thiệt, khỏi cần mình khỏi cần phải mà đi bộ hết Hà Bi. Dạ. Bây giờ luồn xuống đây coi, luồn xuống Hà Bi ơi. Luồn xuống. Woo, giờ tông đầu vô đá rồi. Wow. Wow. Ê hình như bên kia. Chị Panda ơi, làng của người ta, chị Panda không phải là làng của mình đâu. Ủa sao chị nhìn giống cái ngôi làng của mình quá vậy? Không, ngôi làng của mình ở chỗ khác nè. Ờ thôi kệ, mình qua mình đáp xuống thử rồi mình vô mình coi ngôi làng này có gì không, mình lút đồ Hà Bi ơi. Wow, đáp xuống Hà Bi ơi. Qua đây qua đây. Qua đây qua đây. Woo, nó bay đẹp quá. Ê chị Panda. Ô đáp xuống dưới đây đi Hà Bi ơi. Đáp xuống nước thử coi chị Panda. Thôi đáp xuống nước, cái con chị nó có lửa nó tắt sao Hà Bi đâu không rồi. Không có sao đâu, không có bị tắt đâu. Ủa sao chị không thấy nè. Rồi không có bị xuống. Tắt đâu chị Panda. Thôi chị không thích đáp xuống nước đâu. Đáp xuống nước mà không rồi đi vô đây chơi. Ê đứng đây nghe, đừng có đi đâu nghe, có phượng hoàng của chị. Không, nó có đi nhiều lắm. Chị Panda phải dọn nó vô gửi ông, kêu ông nào gửi giùm đi. Thôi gửi mấy ông đó mất công hồi ông bắt nữa. Không phải ông. Coi coi ông này ông không có đổi đồ gì không? Ông đó MR, chị đâu có xài mấy cái đó đâu. Wow, cái quyển sách với MR với tạo ra một cái quyển sách mới. Thôi vậy hả? Thôi, nhưng mà chị không có xài mấy cái đó. Ê, cái này thịt heo sống, đổi MR nè, ông này được nè.
Ông này được, để lấy đồ rào ổng lại để dành qua đổi. Ê, ra ra ra, để nhanh ra, chị nhốt ổng lại. Ôi tối rồi, thôi về. Dạ hả bé ơi? Dạ. Ủa chưa gì hết là tối rồi, phải mày biết gì mình đem theo cái giường ha. Đúng rồi, thôi là em có đem theo cái giường á chị Minh Đa. Dạ thôi mình vô đây mình ngủ đi, sáng mình về. Dạ chị Minh Đa, cất đi. Dạ dạ, khoan khoan, ủa chị quên nữa đi, chị dẫn cái con này vô nhà luôn mới được. Đi vô nhà đi. Nè, kệ chị Minh Đa con, em nghe con này nó đi chậm thiệt hả. Đi vô nhà ông trưởng làng thì ông trưởng làng có lầu nữa. Nè có cái nhà đây nè, vô vô đi ngủ. Ơ mà nó chui vô cái cửa không được. À. Ê có zombie kìa bé ơi. Bay lên bay lên. Ê bay lên. Bay lên nóc nhà, bay lên nóc nhà. Nè đứng đây nè, đậu đứng đây. Ôi kìa mấy con zombie nó nhìn mình kìa. Ê cái con của mình nó có thể quắn được zombie không ha. Mình xuống mình chiến đấu thử coi coi nó có thể đấu với zombie được không nha. Dạ. Đi đây zombie ơi, không biết lửa này có đốt cháy được zombie không. Đó. Chiu 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 chiu. Chiu. Chết tụi bay đi mấy cái con zombie. Nè nổ nổ ơi, nổ nổ. Đâu rồi, Ripper đâu rồi? Ripper hả? Chị sẽ trả thù Ripper. Này, này. Ủa Happy đâu rồi? Ôi, cái con zombie nó đánh con của em hoài. Em đánh nó là không được. Ủa, vậy là cái con của mình nó không có thể chiến đấu với zombie được rồi. Cái con Phượng Hoàng này nó hiền quá à. Ui, nó không dám đánh luôn á. Kìa nó bu lại một chùm nó kìa, để chị khè lửa nó coi. Phụt lửa xuống mặt nó đi, cho nó chết. Mày lại đây, lại đây. Ê, chặt mày, chặt. Quất nó. Ôi, chặt nó. Ê, Ripper, bay lên, bay lên. Cái chân nó nổ mấy con này của mình luôn á. Ôi, hên nó chị đã chạy được rồi. Mấy con Ripper ngu ngốc nè. Nhìn cái mặt nó ngu như gì á. Ngu như bòn á. Cái mặt nó thiệt là ngu đần độn. Đúng rồi, ngu. Ê, hai con zombie lại đây. Thôi, mày đưa cái mặt lại. Đi, đưa, đưa. Ê, chết. Bay lên, bay lên. Thôi ba về nhà luôn đi hả bây giờ. Chị Minh Đa, cái con của em bị mất rồi. Sao kỳ vậy? Bây giờ em phải chạy rồi. Thôi trời ơi, con của Happy bị mất rồi các bạn ơi. Và clip của chị Minh Đa đến đây là đã kết thúc rồi nha. Và nếu như các bạn thích clip này hãy để lại cho chị Minh Đa một like nha. Và chúc các bạn một ngày vui vẻ, bye bye.